Once you know what this remedy is for, you will want to prepare it immediately, as the results you will obtain will be incredible. And the most important thing is that it is very easy to make using ingredients you already have in your home. So let's move on to our recipe for today. Buổi sáng mình hay dậy muộn nên cuốn quyết đến cơ quan cho kịp giờ. Vì vậy mà lâu nay mình không có thói quen ăn sáng các mẹ ạ. Vậy cũng tốt vì mình sẽ tiết kiệm được một khoản mà không cảm thấy ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, mình vừa đọc trên mạng thông tin nói rằng bữa sáng vốn rất quan trọng nên có không ít trường hợp không biết điều này nỏ thói quen ăn sáng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe đấy ạ à. Như trường hợp của cô Peng, 27 tuổi là công nhân làm việc tại một công ty để có thể ngủ được nhiều hơn mỗi ngày, cô đã có thói quen bỏ bữa sáng từ khi học đại học, tính đến nay đã 8 năm. Cách đây chưa lâu, Cô Peng thường xuyên cảm thấy đau tức vùng bụng trên bên phải kèm theo buồn nôn và nôn kéo dài sau một thời gian uống thuốc dạ dày. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện cô bị sỏi mật. Bác sĩ điều trị cho biết sỏi mật của cô đã tích tụ lâu ngày và đã chuyển thành nhiều sỏi mật, để điều trị lúc này chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Vì sao cô gái bị sỏi mật vì thói quen không ăn sáng? Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây ra sỏi mật là do các tinh thể cholesterol, nếu dịch mật tích trữ lâu trong túi mật sẽ dễ hình thành các tinh thể. Điều này là bởi khi duy trì đủ 3 bữa ngày có thể khiến mật thải ra ngoài thường xuyên, khả năng hình thành sỏi là tương đối nhỏ. Tuy nhiên nếu bữa sáng không được ăn trong thời gian dài, dịch mật sẽ tích trữ trong túi mật quá lâu và dễ hình thành tinh thể. Ngoài việc dễ hình thành sỏi mật, bỏ bữa sáng còn có thể gây ra 3 bệnh khác như sau. Bệnh thứ nhất, tiểu đường. Theo một cuộc khảo sát của các nhà khoa học theo dõi trong 16 năm đối với 29.206 người đàn ông khỏe mạnh không mắc bệnh tiểu đường, Kết quả cho thấy những người đàn ông bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 25% so với những người thường xuyên ăn 3 bữa ngày, ngay cả khi các khả năng khác đã bị loại bỏ. Với các yếu tố gây bệnh, việc bỏ bữa sáng cũng sẽ làm tăng 16% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bệnh thứ hai, protein niệu. Theo một nghiên cứu của nhóm người Nhật Bản được công bố trên tạp chí Nutrients, bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ mắc chứng tiểu đạm cao hơn đáng kể. Nghiên cứu này được thực hiện trên 26.000 người ở độ tuổi trên 40 tuổi và phát hiện ra rằng bỏ bữa sáng 3 ngày hoặc hơn một tuần có nguy cơ mắc chứng tiểu đạm cao hơn đáng kể. Một chỉ số quan trọng của sức khỏe thận là protein niệu. Sự xuất hiện của protein niệu thường cho thấy sự suy giảm chức năng thận. Bệnh thứ ba, thu nhỏ não. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Singapore khảo sát đối với các gia đình ở 6 quốc gia và khu vực châu Á cho thấy, những học sinh quen bỏ bữa sáng sẽ kém chú ý và phản ứng chậm hơn bình thường. Với kết quả này, theo các nhà khoa học thì việc không ăn sáng trong thời gian dài sẽ khiến não bộ của trẻ bị teo lại. Dù sau này có phục hồi chế độ ăn đủ dinh dưỡng và lành mạnh thì não bị teo cũng không thể phục hồi 100% sự phát triển. Bệnh thứ tư, viêm toàn thân mãn tính. Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí nuôi dưỡng sức khỏe cộng đồng được thực hiện trên hơn 70.000 người cho thấy, những người bỏ bữa sáng có nguy cơ tăng protein phản ứng C trong máu tăng 86% so với những người duy trì thói quen ăn sáng hàng ngày protein phản ứng C là chỉ số đánh giá mức độ viêm nhiễm, cho thấy thói quen bỏ bữa sáng có thể liên quan đến chứng viêm mãn tính khắp cơ thể. Trong khi viêm mãn tính cũng là một kẻ gờ, một ý. T người thầm lặng, nó có thể nằm trong cơ thể mà không có bất kỳ triệu chứng nào trong nhiều thập kỷ. Một khi nó tấn công, có thể gây các bệnh như tiểu đường, mạch vành, ung thư, đột quỵ. Mặc dù việc bỏ bữa sáng là không tốt và có thể gây rất nhiều bệnh, tuy nhiên bạn tuyệt đối không ăn hai thứ này ngay cả khi đang đói vào buổi sáng. Món thứ nhất, thức ăn có dầu mỡ. Vào buổi sáng ngủ dậy là lúc bụng rỗng, dạ dày yếu, nếu như ăn nhiều dầu mỡ sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày, cơ thể khó hấp thụ nhanh, trong cơ thể sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải đạm, tăng gánh nặng cho gan thận. Đồ ăn để qua đêm. Các loại đồ ăn để qua đêm nếu đem hâm lại để ăn vào bữa sáng không chỉ khiến các chất dinh dưỡng biến mất, thậm chí còn chuyển hóa thành chất độc hại, có nguy cơ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm ruột, đau dạ dày, ngộ độc thực phẩm thậm chí nguy cơ ung thư bữa sáng quyết định tuổi thọ bác sĩ khuyên hai thức ăn dù đói cũng tuyệt đối